Đền Duy Yến, tọa lạc tại thôn Tiên Châu, xã Tri Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nằm trên miền đất địa linh ở trên đồi cao, với xung quanh được bao bọc bởi sắc xanh của cây cối tươi tốt. Dưới chân là hồ nước trong xanh quanh năm, sen mọc xanh tốt, trổ hoa thơm ngát. Xung quanh đền là rừng thông bốn mùa gieo vi vút. Đền hướng ra sông Thao nên rất thoáng đãng, trong lành. Dải đê dài là đường tỉnh lộ, cũng là huyết mạch giao thông chính của huyện Thanh Ba. Thời Hùng Vương, nơi đây được gọi là Trang Bổng Châu, thuộc Bộ Văn Lang. Trang Bổng Châu chia làm hai khu, Bổng Châu Thượng và Bổng Châu Hạ. Đền Duy Yến thuộc Bổng Châu Thượng. Sau nhiều lần thay đổi, đến thời nhà Nguyễn, thế kỷ 19, trấn đổi thành tỉnh. Trấn Sơn Tây đổi thành tỉnh Sơn Tây và Bổng Châu đổi thành Tiên Châu. Năm 1948, thôn Tiên Châu tách khỏi xã Hợp Tác và nhập với thôn Chí Chủ thành xã Chí Tiên thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đền Duy Yến nằm trong quần thể các đền chùa của thôn Tiên Châu gồm có chùa Thiền Lâm, đền Duy Yến, đền Sinh và Lăng Quốc Mẫu. Đền Duy Yến có vị trí trung tâm và đường đi lại hết sức thuận lợi. Quý khách thập phương có thể đến thăm đền Duy Yến bất cứ khi nào, nhưng đông vui nhất là dịp hội hàng năm vào ngày 14, 15 tháng Giêng âm lịch.